Nay làm món rau cần xào đà điểu nhá. Thịt đà điểu. Đấy, nên mình đang đang đảo thịt đà điểu chín trước. Đà điểu đào chín đi đầy đủ gia vị ngon đi, xong bắt đầu chuyển sang cho rau vào đây nha. Rau cần là phải rửa cả cây trước, rửa cả cây để vặt sạch gốc rễ, nhặt bỏ những cái lá, bớt lá đi và cả lá úa nữa, xong mới cắt cắt ngắn cho vào rửa. Đây mình đang ngâm nước muối, bây giờ sau này mình rửa chúng ta cửa sao cho nó sạch nhưng mà cũng không được làm nát rau. Nấu chỗ này cho mấy người ăn, nấu cho 2 người ăn thì không biết là có nhiều quá không nhỉ. Đây là vừa mua là 10.000 rau cần đấy. 10.000 rau cần là được 2 mớ, 2 mớ về bỏ gốc bỏ lá đi còn được từng này. Ngon chưa? Rất là ngon. Đấy. Rau sau khi rửa sạch đi nhá. Và bắt đầu tiến hành này. Cho vào xào. Đấy, thịt đà điểu này đã chín rồi. Đấy, bắt đầu chúng ta cho rau vào xào nhá. Hơi nhiều rau. Đấy, mình xào thế thôi. Không nhiều quá, không xào hết.
Đây thì ngon chưa? Quả bốc lên như nước này. Đấy. Ngon không? Đây là món rau cần xào thịt cả điểm nhé. Cái này chín này mình cho nhỏ một thêm tí. Cái này là chín rồi đấy các bạn. Lửa rất là nóng, bếp rất là nóng, tắt bếp. Cái này tắt bếp. Đấy nhá, chúng ta được một đây miếng thịt đà điểu này, chín rất kỹ, rất ngon. Rau này, đấy, rau mềm, rau này mới chín này, đấy tuyệt vời, ăn với cơm tuyệt vời luôn nhá. Này, coi thế này là bây giờ cho ra đĩa thôi, cho ra đĩa là ăn cơm rồi. Xin cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Mọi người nhớ bấm vào đăng ký, nút đăng ký và chuông bên cạnh để ủng hộ cho mình nhá. Mình xin cảm ơn các bạn.